cho tôi cái feedback giùm, là các em có nghe được cái âm thanh từ từ tôi không? Các em feedback giùm tôi có nghe được cái âm thanh từ tôi không các em? Các em feedback giùm tôi nha. Ok, rồi. Do cái này là nó là cái live cho nên là cũng có thể thấy được cái feedback của các em từ cái hộp hợp chat thôi ha. Thì có cái có bất kỳ cái vấn đề gì á, ví dụ như là âm thanh nó đứt quãng hay là nó chất lượng nó sao á, thì các em cứ gõ lên trên cái hộp chat giùm tôi nha. Đó, để tôi biết, chứ còn dạng like này thì mình không biết là khi nào, ví dụ như nó rớt mạng hay gì đó thì không biết được, hay là nó trục trặc âm thanh một tí. Rồi hả, rồi thì học phần này á, mình sẽ dược lý hai này thì các em sẽ học với tôi cái phần về kháng sinh mà trên các trên với cái cơ chế là nó sẽ đánh vào cái quá trình phiên mã cũng như là tổng hợp của protein hay là dịch mã đó ha, các nhóm kháng sinh tác động trên đó ha. Còn về cái kháng sinh mà tác động lên thành tế bào vi khuẩn thì cô Thảo đã đi với lớp mình rồi ha. Rồi ở đây thì về cái kháng sinh thuộc cái nhóm ức chế quá trình phiên mã cũng như là dịch mã ha. Thì mình có nhiều nhóm kháng sinh lắm ở phạm vi cái bài của chúng ta ha, ở môn học này thì mình sẽ đi những cái nhóm kháng sinh tương đối là quen thuộc tí ha. Đấy. Và cũng hạn chế quá nhiều những cái nhóm kháng sinh mà nó ít khi các bạn thấy chẳng hạn ha. Cho nên là ở đây một số cái mang tính chất cơ bản thì các bạn hãy nắm không, còn có thể là sau này khi mà chúng ta tìm hiểu thêm ở trên một số cái tài liệu khác thì cũng có những cái kháng sinh mới chẳng hạn, có thể là những kháng sinh mới trong trong các nhóm mà chúng ta đã biết rồi, hoặc là có cái nhóm hoàn toàn mới ha. Nhưng mà nhóm hoàn toàn mới thì chắc là khó lắm. Còn những kháng sinh mới trong các nhóm mà các bạn đã học thì có thể thấy nhiều ha. Như vậy á thì trong các bài kháng sinh thì chúng ta ưu tiên là chúng ta học theo theo cái nhóm kháng sinh thì nó sẽ đỡ mất nhiều thời gian cũng như cái khả năng nhớ của mình nó dễ hơn. Không. Đây. À, xin slide ok thôi ha. Rồi. Rồi. Thì tôi cũng vừa mới ghi âm xong, làm xong một cái clip thì thôi chắc là chúng ta sẽ coi cái clip ha. Tôi mới làm xong, tôi chưa kịp gửi các bạn ơi ha.
Là chắc là mình sẽ mở cái slide đã có ghi âm cho các bạn. Tuy nhiên là tôi vẫn ngồi đây và xem các bạn có những cái câu hỏi gì các bạn gửi lên ha. Thì khoảng gần cuối giờ mình có được khoảng 2 tiếng ha, thì gần cuối giờ thì một số câu hỏi nếu như được á thì tôi sẽ giải đáp, nếu như ít á thì mình giải đáp ngay tại chỗ luôn, còn nhiều thì chúng ta cứ giống như cái hình thức cũ ha các bạn. Các bạn cứ gửi đó, tôi sẽ download về và tôi trả lời, xong tôi sẽ gửi lại cho các lớp ha qua cái file Excel, được chưa? Không, không các bạn ha. Rồi. Các bạn đợi tôi một chút xíu nha. Chưa thấy là đúng rồi bạn, chưa chưa tôi mới nói đó là tôi vừa mới hoàn thành xong cái nội dung, tôi chưa kịp gửi nha, tôi chưa gửi nữa, cho nên là tạm thời mình cứ coi trên này ha, rồi có thể ngày mai hay ngày mốt thì bài giảng số sẽ gửi cho chúng ta, được chưa ha? Rồi.
Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái loại kháng sinh ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về hai cái kháng sinh cũng khá là lâu rồi, cũng khá cổ điển lắm rồi, Sulfamid và Kenolon. Thì trong cái chương trình mà khi mà chúng ta học về kháng sinh đó, thì các bạn cứ hình dung mình sẽ có hai cái nhóm kháng sinh theo cái cơ chế tác động đó. Thì mình học dược lý thì mình phải nhớ về cơ chế tác động đúng không? Đó là cái nhóm kháng sinh rất lớn, có cơ chế tác động là ức chế thành tế bào vi khuẩn ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái loại kháng sinh ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về hai cái kháng sinh cũng khá là lâu rồi, cũng khá cổ điển lắm rồi, Sulfamid và Kenolon. Thì trong cái chương trình mà khi mà chúng ta học về kháng sinh đó, thì các bạn cứ hình dung mình sẽ có hai cái nhóm kháng sinh theo cái cơ chế tác động đó. Thì mình học dược lý thì mình phải nhớ về cơ chế tác động đúng không? Đó là cái nhóm kháng sinh rất lớn, có cơ chế tác động là ức chế thành tế bào vi khuẩn. Đây. Nhóm thứ hai là nhóm mà tác động rất nhiều nhóm thuốc ha, tác động lên trên cái ribosome ha. Và một nhóm rất ít nữa tác động theo một cái chiều hướng khác ha. Thì đại loại thì kháng sinh thì chúng ta nhớ ba cái cơ chế chính như vậy ha, là được. Đấy, thì hôm nay mình bài hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới cái nhóm tác động theo nhiều cái hướng khác, trong đó có sulfamid và quinolone. Trong buổi tới thì chúng ta sẽ đề cập tới cái nhóm tác động trên cái ribosome ha. Đây. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Thì để dễ cho các bạn khi mà chúng ta học, và cũng đừng có bị rối ha, khi mà chúng ta học quá nhiều cái nhóm thuốc, đặc biệt trong kháng sinh thì chúng ta rất có nhiều nhóm ha. Giống như là nghe từ cái slide trước thì tôi cũng đã nói với các bạn đó, đầu tiên mình nghĩ tới nó theo một cách tổng thể là có ba cái nhóm theo ba cơ chế như vừa rồi ha. Vậy thì trong từng nhóm kháng sinh khi mà các bạn học thì chúng ta sẽ phải học như thế nào? Thì ở đây cái mục tiêu bài học tôi để đây thì các bạn cứ xem nó, rồi trong quá trình học chúng ta đạt được những mục tiêu như ở trên đó là có xem như là ok ha. Ví dụ như là chúng ta với từng nhóm kháng sinh ha, chúng ta có thể trình bày được cái phân loại các kháng sinh trong nhóm theo cái phổ tác động của nó. Này, để tôi giải thích một chút xíu. Tại sao? Tại vì trong một nhóm kháng sinh, nhóm nhóm các thuốc kháng sinh lớn á, thì trong đó nó sẽ có ví dụ như nó có nhóm kháng sinh thế hệ đầu, nhóm kháng sinh thế hệ thứ hai, thứ ba đấy. Và như vậy á thì nó cũng cùng cái họ kháng sinh đó luôn, nhưng mà nó phân ra nhiều họ như vậy thì có nghĩa là nó có một cái điểm nào đó khác biệt. Cái điểm mà rất là cơ bản đó chính là nó khác nhau trong cái phổ tác động của nó. Có thể là cái nhóm kháng sinh đầu đầu tiên nó không có tác động lên trên một cái con vi khuẩn gram âm nào đó, nhưng mà cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thì cái phổ của nó phủ luôn cả những con vi khuẩn này. Thí dụ như vậy, hình dung ha các bạn ha. Ví dụ như cũng có cái nhóm kháng sinh đó, thì thế hệ 1 thì chủ yếu tác động trên trên hệ vi khuẩn gram âm, nhóm thứ hai, nhóm hệ thứ hai, thứ ba thì bắt đầu là tác động nhiều hơn trên gram dương mà yếu hơn trên gram âm ha. Đó là ví dụ như vậy để cho các bạn dễ hình dung. Đúng không? Cho nên là trong một cái nhóm kháng sinh thì chúng ta phải nhớ, đúng không? Phân loại được các
thế hệ kháng sinh bên trong cái họ kháng sinh đó, phải không? Đấy, bởi vì nó sẽ khác nhau ở cái phổ tác động. Cái điểm đó là cái điểm lưu ý, phải không? Thứ hai là thì mỗi một họ kháng sinh thì nó sẽ có một cái cơ chế tác động chính. Mỗi một họ kháng sinh thì nó sẽ có một cái cơ chế tác động chính. Tại vì nó được xếp cùng một họ thì hầu như các kháng sinh đó nó sẽ có cơ chế giống nhau, ha, có cơ chế giống nhau. Tuy nhiên tại sao nó lại khác nhau ở phổ tác động thì cái đó cũng còn nhiều cái yếu tố khác, ví dụ như nó khác nhau về cái tính chất dược động các bạn, hình dung ha, khác nhau về cái tính chất dược động. Thì như vậy với cái cơ chế tác động đó, với cái tính chất dược động đó, nó làm cho cái phân loại kháng sinh nó sẽ khác đi nhiều. Đấy, nhưng mà tôi nói cái chỗ này thì các bạn lưu ý ha, thì mỗi một họ kháng sinh thì nó sẽ có một cái cơ chế tác động gần như giống nhau ha, gần như là giống nhau. Đấy, cho nên chúng ta sẽ phải giải thích được cái cơ chế tác động của cái nhóm kháng sinh đó là gì ha. Thì đó, thì mỗi nhóm mình học có một cơ chế ha, mà cái cơ chế nó cũng không đến nỗi mà nó phức tạp ha, cho nên chúng ta phải nhớ không. Thứ hai nữa là các bạn cũng biết là khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì cái vấn đề về đề kháng kháng sinh, đây là một cái vấn đề thời sự luôn ha, chứ không phải là chỉ là cái vấn đề vi khuẩn kháng thuốc thông thường. Nó thời sự là bởi vì sao? Là bởi vì càng ngày chúng ta càng ghi nhận nhiều những cái trường hợp mà con vi khuẩn nó đề kháng với các kháng sinh của chúng ta, tỷ lệ đề kháng càng ngày càng cao. Cái điều này nói lên cái gì? Cái điều này nó nói lên cái việc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn của chúng ta nó chưa có tối ưu. Và chính vì thế vi khuẩn nó có nhiều cơ hội để nó đề kháng. Mà cái hậu quả quan trọng nhất đó chính là chúng ta không còn thuốc kháng sinh nào mới có thể đánh được vi khuẩn nếu chúng ta để cho nó đề kháng hết những cái thuốc hiện tại. Các bạn cứ hình dung như vậy không? Tại vì vũ khí của mình là kháng sinh mà bây giờ nó đề kháng hết thì xem như chúng ta không còn vũ khí để đánh lại nó. Cho nên hiểu biết về cái cơ chế đề kháng của vi khuẩn cũng giúp cho các bạn trong cái việc lựa chọn sử dụng các kháng sinh đó nó sẽ tối ưu hơn. Đương nhiên là ở một mức độ nào đó tương đối thôi. Chứ thực ra thì cái việc sử dụng kháng sinh nó còn nhiều vấn đề để nói nữa. Ở đây thì mình chỉ đề cập tới khía cạnh về rất là cơ bản, đó là về dược lý thôi. Còn về dược lâm sàng sử dụng kháng sinh, sau này khi các bạn ví dụ lên năm thứ tư ha, thì sẽ có những cái chuyên đề riêng về vấn đề đó. Này mình chỉ học cách cơ bản, nhưng mà các bạn sẽ nắm cái tinh thần, đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo đó chính là mỗi nhóm kháng sinh nó luôn luôn có những cái đặc trưng. Hồi nãy là đặc trưng, tôi nói là mỗi nhóm kháng sinh nó có cái cơ chế tác động gần như giống nhau, đúng không? Đấy. Rồi cái cơ chế đề kháng kháng sinh của cái nhóm kháng sinh đó cũng gần gần ha. Đấy. Thứ ba đó chính là cái phản ứng có hại đặc trưng của nhóm kháng sinh đó là gì thì chúng ta phải nắm được. Là bởi vì khi chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh đó thì bắt buộc chúng ta sẽ phải theo dõi những cái phản ứng có hại do kháng sinh đó có thể xảy ra, đúng không? Đấy. Có nghĩa là khi chúng ta xài thuốc này thì chúng ta biết ở phản ứng có hại của nó là như thế này, như thế này. Thì khi chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc thì chúng ta phải theo dõi cái vấn đề đó. Như vậy chúng ta sẽ phải biết được cái kháng sinh đó nó gây ra những phản ứng có hại nào. Và phản ứng có hại đó nó sẽ xảy ra như thế nào, đúng không? Đấy, thì mình phải giải thích được các phản ứng có hại đặc trưng của nhóm đó ra sao. Không? Thỉnh thoảng thì nó có một vài cái cơ chế đơn giản gây ra cái phản ứng có hại thì tôi cũng có giải thích ha, các thì các bạn cũng nắm. Cái mục tiêu cuối cùng đó nghĩa là ở trên mình đã ok hết rồi, đúng không? Thì xem như dựa vào những kiến thức ở trên chúng ta có thể lựa chọn được kháng sinh một cách phù hợp theo chỉ định, theo các bệnh lý
hoặc là theo các tác nhân. Tác nhân đó là vi khuẩn đó. Nó là vi khuẩn gram âm hay gram dương, rồi hiếu khí kỵ khí gì đó các bạn ha. Đây thì mục tiêu bài học về kháng sinh đối với các khi các bạn học với tôi á, thì tất cả những mục tiêu này nó đều giống nhau hết ha, nó đều giống nhau hết. Thì mỗi bài như vậy thì chúng ta cứ lượng giá nó theo những mục tiêu đó và tự học, thì xem như chúng ta có thể về cơ bản chúng ta đã nắm bài được rồi ha. Đây đầu tiên của hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái nhóm kháng sinh sulfamic và trimethoprim phối hợp với lại sulfamethoxazole. Thì hầu như hiện nay cái sulfamic của mình á, thì nó không còn sử dụng một cách đơn lẻ nữa. Sở dĩ mà người ta không có sử dụng cách đơn lẻ đó chính là cái tỷ lệ mà vi khuẩn nó đề kháng lại với những cái sulfamic đơn lẻ này nó cao quá ha. Cho nên là nếu như mà mình có sử dụng sulfamic thì các bạn sẽ thấy cái dạng phối hợp giữa sulfamic và trimethoprim nó sẽ nhiều hơn, nó phổ biến hơn, đó chính là cái trimethoprim sulfamethoxazole ha. Đấy thì nó có hai cái tôi để ba như vậy thì thực ra thì không phải là hai cái nhóm thuốc khác nhau đâu, mà nó là cùng một nhóm đó. Ở bên này là sulfamic, gọi là sulfamic đơn lẻ, còn bên này là cái dạng mà phối hợp ha. Sulfamethoxazole là một cái sulfamic luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái cơ chế tác động của cái nhóm sulfamic này ha, và cũng nói luôn tại sao người ta lại sẽ phải phối hợp thêm cái trimethoprim vô. Đây. Thì các bạn thấy nè. Ở trên này là cái quy trình mà cái trong con vi khuẩn đó, trong tế bào vi khuẩn đấy, nó sẽ sử dụng một cái chất có tên là para aminobenzoic acid, viết tắt là ba ba ha. Thì cái para aminobenzoic acid này nó sẽ được chuyển hóa dần dần ha, và cuối cùng nó tạo thành cái DNA như các bạn đã thấy ha. Có nghĩa là cái con vi khuẩn này nó khi mà nó sống trong cơ thể của mình á thì nó cũng sinh trưởng và phát triển đúng không, và sinh trưởng và phát triển thì không thể nào mà nó không tạo ra cái DNA riêng của nó được. Và cái điều này là cái điều ai cũng hiểu đúng không, muốn sinh trưởng phát triển phải phải tạo DNA rồi nhiễm sắc thể gì đó vân vân và vân vân, rồi phân chia tế bào gì đó, đủ thứ chuyện hết. Thì các bạn nhớ thì chúng ta thấy là những có nhiều chủng vi khuẩn thì nó sử dụng cái chu trình này để nó tạo cái DNA của nó. Vậy thì trong cái quá trình mà nó tạo cái DNA của nó đó thì nó có rất là nhiều những cái enzyme tham gia vào để biến đổi từ cái papa ban đầu để trở thành cái DNA là cái mục đích cuối cùng của nó này. Đấy. Vậy thì cái quy trình này nếu như mà chúng ta can thiệp vào một cái giai đoạn nào đó thì có thể nó sẽ không dẫn đến được cái đích đến là DNA. Đấy. Thì như vậy á thì người ta mới phát hiện ra sử dụng sulfamic nè. Ha, sử dụng sulfamic cái cấu trúc của cái sulfamic này nó gần gần giống với lại cái para-aminobenzoic. Cấu trúc nó gần gần giống với lại para-aminobenzoic. Và như vậy khi mà cái sulfamic này nó đi vào trong cái môi trường của vi khuẩn á, cái môi trường sống của vi khuẩn á, thì lúc này vi khuẩn nó giống như là các bạn cứ hình dung là nó nhìn nhầm cái nguyên liệu để nó đưa vào trong cơ thể của nó. Thay vì á, nó nhận dạng cái ba ba đúng không, thì bây giờ nó nhận nhầm cái sulfamic là ba ba. Nhận nhầm cái sulfamic là papa. Đấy. Và khi mà sulfamic được đưa vào trong cái quy trình để tổng hợp cái DNA thì đương nhiên là cái sulfamic là một cái hoạt chất khác, nó đâu giống papa được đâu, mà do vậy mà cuối cùng thì cái sản phẩm nó sinh ra thì không được là DNA. Đó. Ha. Cho nên cái cơ chế này của sulfamic nó gọi là cạnh tranh.
với lại ba ba, à cạnh tranh với lại ba ba đấy. Thì cái giai đoạn mà cái Sinfamid này nó cạnh tranh với lại ba ba là giai đoạn đầu ha, à, có nghĩa là nó gắn kết với lại dihydro và teroate synthase ở trong con vi khuẩn, và như vậy cái ba ba nó không được chuyển hóa thành cái dihydro folic acid ha, và như vậy nó cũng không tạo được cái đi này. Nhưng mà một số vi khuẩn nó sau khi mà nó bị lừa, đúng không, nó bị lừa, bị mua hàng dỏm ha, thì bị mua hàng dỏm thì bắt đầu nó khôn lên các bạn, đúng không, nó khôn lên, và như vậy thì nó sẽ hoặc là nó, à, cái cơ chế thì chút nữa mình nói ha, à, nó sẽ có nhiều cái cơ chế để nó đề kháng lại sulfamid, à, đề kháng lại sulfamid, đề kháng bằng cách nào, có thể là nó không đi con đường từ đây xuống đây, à, và nó đi theo cái con đường từ một cái chất nội sinh khác để ra đây luôn, để ra dihydrofolic acid luôn, à, đấy. Hoặc là nó lấy trực tiếp cái dihydrofolic acid trong cơ thể của chúng ta, à đấy, à, thì xem như nó bỏ qua cái giai đoạn đầu tiên, mà khi mà nó bỏ qua giai đoạn đầu tiên thì có nghĩa là nó đã đề kháng insulin. Đấy, các bạn hình dung ha. Được chưa? Do vậy mà chúng ta đa số là các chủng vi khuẩn nó đề kháng với giai đoạn đầu rất là nhiều các bạn. À, cho nên là sulfamid giống như ngay từ đầu tôi nói đó, thì sulfamid nó bị đề kháng khá nhiều, cái tỷ lệ đề kháng khá nhiều. À, cho nên là chúng ta sẽ tìm kiếm thêm một cái đồng minh nữa, đó là cái trimethoprim. Trimethoprim. À, đấy. Trimethoprim này khi mà sử dụng thì nó lại có cơ chế là nó ức chế cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn được xúc tác bởi cái enzyme dehydrofolate reductase này, à, để biến cái dehydrofolate thành tetrahydrofolate. Đấy, hình dung ha. Như vậy á, khi mà phối hợp cái trimethoprim vào thì những cái con vi khuẩn mà đã đề kháng với sulfamid ở giai đoạn đầu, à, nó lại bị cái trimethoprim này, à, can thiệp vào quá trình tổng hợp DNA. À, như vậy thì cái con vi khuẩn này nó cũng không tổng hợp được DNA luôn, đúng không? Có nghĩa là ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 bị ức chế hết. À, cuối cùng thì cái con vi khuẩn này nó cũng chết vì nó không tổng hợp được DNA. À, chí ít là nó bị ức chế sự sinh trưởng phát triển và nó chết dần, chết mòn, đúng không? Thành ra nó không sinh trưởng phát triển nữa thì đời sống con vi khuẩn nó ngắn ngắn mà, nó bao nhiêu giờ sau thì nó sẽ tự động chết thôi. À, đấy. Hình dung ha. Đấy. Như vậy thì cái việc mà phối hợp cái trimethoprim và sulfamethoxazole vào với nhau đó thì xem như được mở rộng phổ trên những cái con vi khuẩn mà nó đã đề kháng với sulfamid. Đấy. Chính vì vậy mà tôi nói với các bạn ngay từ đầu, đó chính là hiện nay người ta sử dụng cái sulfamid phối hợp với trimethoprim nhiều hơn là sử dụng đơn lẻ, tại vì cái sử dụng đơn lẻ tỷ lệ đề kháng quá cao rồi, dường như nó không còn ý nghĩa để mình sử dụng trong lâm sàng nữa. Đấy. Hình dung ha. Đấy. Thì đó là về cái cơ chế tác động của sulfamid cũng như là cái nhóm phối hợp giữa sulfamid và trimethoprim. Đấy. Thì hồi nãy khi mà mình nói về cái sulfamid và para aminobenzoic acid thì các bạn nhìn thấy đây ha. Đấy, nó có cấu trúc gần tương tự nhau, à, đó là cái amino, ha, ở vị trí para ha, cái nhóm thế còn lại thì nó khác, đúng không? Đây, ha, đây. Thì hai cái bên dưới là sulfadiazin hay là sulfamethoxazole, à, là cái hiện nay những cái sulfamid này vẫn còn xài đây. À, đấy. Mình thật ra để về để các bạn xem thôi, chứ thật ra cũng không có hỏi các bạn cái mấy cái về hóa học chi hết, mình học cái này thì mình nhìn để mình biết thôi, chứ còn mục đích không có phải là kiểm tra cái kiến thức hóa học của các bạn. Ha, thì đây cái slide này để cho các bạn hình dung vấn đề ha.
Tiếp theo thì chúng ta nói về cái hoạt tính kháng khuẩn của cái nhóm kháng sinh này. Thì đầu tiên phân loại về cái hoạt tính kháng khuẩn của nhóm sulfamide này thì chúng ta hình dung hai cái từ đó là kiềm khuẩn. Cái này cũng quá dễ hiểu là bởi vì cái với cái cơ chế hồi nãy khi mà chúng ta đề cập đến, đúng không? Thì nó ức chế, nó một cách tóm tắt ha, thì nó ức chế cái quá trình tổng hợp DNA của vi khuẩn. Thì như vậy ức chế quá trình tổng hợp DNA của vi khuẩn thì nó không làm chết vi khuẩn liền đâu, mà nó làm hạn chế sự sinh trưởng phát triển của vi khuẩn, không, hạn chế sự sinh trưởng phát triển của vi khuẩn. Thì sau một khoảng thời gian thì con vi khuẩn nó hết cái vòng đời của nó thì xem như nó không sinh trưởng được nữa thì xem như nó chết, đúng không? Thì nó giảm số lượng từ từ hả, ý là như vậy. Thì mình gọi nó là cái hoạt tính kiềm khuẩn đó. Được chưa? Đấy. Còn đánh giá về phổ của sulfamide, đánh giá về phổ của sulfamide thì chúng ta sẽ thấy là cái phổ của sulfamide, phổ tác động của sulfamide chủ yếu là tác động trên cái hệ vi khuẩn gram dương ha, gram dương là chủ yếu. Còn trên hệ vi khuẩn gram âm á, ha, gram âm á thì có một vài con như thế này. À, đây. Một vài con như thế này thì mấy cái con này nó rất là nổi tiếng rồi. Đó, nổi tiếng nó thông thường quá rồi. À, thì chúng ta nhớ luôn đi ha. Đấy, ví dụ như đa số là những cái con vi khuẩn ở đường tiêu hóa, đúng không? Đa số. À, con Klebsiella này thì nó gây ra viêm phổi ha. Đa số là ở đường tiêu hóa. Đây. Hoặc là cái protozoa là những con đơn bào thì có những ví dụ như cái con gây ra viêm phổi không điển hình nè, đấy, hoặc là toxoplasma rồi chlamydia vân vân ha, đó là những con đơn bào như các bạn cũng biết. Thì cái sulfamide này nó đều có khả năng nhạy cảm trên những cái con này ha. Ở dưới đây thì có một con vi khuẩn rất là nói chung là nổi tiếng trong cái làng vi khuẩn mà nó đề kháng kháng sinh, đó là con Pseudomonas ha. Đấy, thì cái con Pseudomonas này thôi thì đối với sulfamide này nó đề kháng một cách tự nhiên rồi các bạn ha, nó đề kháng một cách tự nhiên rồi. Đề kháng một cách tự nhiên là cái gì, là nó không có cái quy trình tổng hợp cái DNA từ 33 vậy thôi, rồi gọi là đề kháng tự nhiên đó ha. À, nó tổng hợp DNA bằng những con đường khác à, đó là chuyện của nó không? Đấy, cho nên gọi là đề kháng tự nhiên không? À, đây là cái công thức của trimethoprim ha. Thì cái họ hai cái gọi là cái hai cái hoạt chất mà người ta thường hay phối hợp với sulfamide đó, một là cái trimethoprim này các bạn, trimethoprim ở trên nè, hai là pyrimethamine. Đây. Đây. Thì hai cái này người ta thường hay phối hợp với lại cái sulfamide, nhưng mà cái pyrimethamine đó, thì người ta phối hợp với lại cái sulfadoxin, thì cái sản phẩm đó là fungicida đó, fungicida cái gọi là cái tên biệt dược đó là fungicida đấy. Thì cái biệt dược đó nó chủ yếu là để nó điều trị cái sốt rét ha, những con đơn bào đó. Nhưng mà trước trước đây á, thì người ta sử dụng cái fungicida đó để điều trị thì nó lại gây ra cái tác dụng phụ dữ dội quá, cho nên cái fungicida hiện nay người ta cũng không xài. À đấy, cho nên là để như thế này để cho các bạn biết là nó có hai hoạt chất có thể phối hợp được cái nhóm sulfamide, một là trimethoprim, hai là pyrimethamine ha. Nhưng mà hiện nay người ta, cái trimethoprim này nó nhiều hơn ha, trong cái điều trị nhiễm khuẩn từ cái trimethoprim ha. Đấy. À, tiếp theo về cái tính chất dược động, về cái tính chất dược động của sulfamide. Thì về cái hấp thu thì đa số cái sulfamide của chúng ta nó đều sử dụng qua đường uống, hấp thu đường uống tốt ha, tốt.
Hiện nay thì chúng ta chỉ đề cập tới những cái mà hiện nay vẫn còn xài nhiều thôi, là sulfamethoxazole hoặc là cái dạng phối hợp nó với lại cái trimethoprim, sulfadiazine cũng còn, hoặc là sulfadoxin cộng dozin cộng với lại cái pyrimethamine là cái phân xì đa nãy tôi nói đó. Nhưng mà cái này nó điều trị trong cái đơn bào nhiều hơn, hoặc là những con không điển hình nhiều hơn. Cái dạng phối hợp giữa trimethoprim và sulfamethoxazole thì cái tính chất về dược động, xong cái sự phân bố của nó thì nó phân bố rất rộng trong cơ thể của chúng ta ha, rộng rãi vào các mô và dịch tiết ha. Thì trong đó là có dịch não tủy nè, dịch não giữa phổi, phế quản, tiền liệt tuyến, âm đạo, nói chung là phân bố rất tốt vào các dịch cơ thể ha. Mà nếu như mà nó phân bố rất tốt vào cái dịch cơ thể thì những cái nơi nào mà nhiễm khuẩn mà các dịch cơ thể này nó có thể phân bố tới thì xem như là cái kháng sinh đó nó có thể, kháng sinh này nó có thể nhạy cảm với những con vi khuẩn ha. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có cái sulfamid dùng ngoài da đó. Ví dụ như là sulfa acetamid người ta dùng để nhỏ mắt, nhưng mà thật ra thì cái này nó cũng rất là ít thấy trên thị trường các bạn ha. Nó rất là ít thấy trên thị trường, cũng giống như tôi nói về một nguyên nhân đó, sự đề kháng quá cao thì người ta ít khi xài lắm, ít khi người ta ưa chuộng ha. Đấy, còn về mặt chuyển hóa của sulfamid trong cơ thể thì nó có một cái loại chuyển hóa mà cái này các bạn nên nhớ nè, đó là nó có thể có liên hợp acetin khoảng 10 đến 50% tùy vào loại sulfamid ha, tùy vào loại sulfamid. Thứ hai nữa là nó có thể liên hợp glucuronic, thì nó có hai kiểu liên hợp như vậy chuyển hóa. Và đặc biệt là ở cái chỗ mà liên hợp với lại acetin thì các bạn không biết các bạn còn nhớ không ha, là liên hợp với acetin thì nó lại tạo ra cái dẫn chất dễ bị kết tủa. Có nghĩa là cái tính hòa tan nó kém á các bạn ha. Đương nhiên là liên hợp với leucuronic thì nó tạo ra cái hợp chất tan tốt ha, thì các bạn biết. Nhưng mà nó có khoảng 10 đến 50% là có liên kết, xin lỗi, liên hợp với acetin. Đấy. Cho nên nó là cái thuốc sulfamid này khi chúng ta sử dụng thì cẩn thận, coi chừng nó bị kết tinh ở thận nha. Không. Đấy. Đấy, cẩn thận coi chừng nó bị kết tinh ở thận. Không. Đấy. Cho nên là mới đấy, trong quá trình mà sử dụng thuốc á, chúng ta muốn hạn chế cái việc kết tinh ở thận rồi có thể gây ra cái viêm thận thì chúng ta sẽ phải cần uống nhiều nước ha. Uống nhiều nước. Không. Uống nhiều nước trong ngày để cho mình làm tăng cái thể tích nước tiểu, nó làm hòa và loãng đi cái nồng độ của cái liên hợp acetin của sulfamid, không, cho nên nó sẽ giảm đi cái sự kết tinh lại. À. Các chế phẩm hiện nay chúng ta có thì về sulfamid đơn thì thôi tôi không có liệt kê ở đây ha. Cái nào nó phổ biến, nó quan trọng thì mình nói, còn cái nào là nó không còn phổ biến hay là nó ít sự quan trọng thì thôi các bạn có thể đọc thêm, tìm hiểu thêm nhé. Cái chế phẩm hiện nay chúng ta có trên thị trường, ví dụ như cái kiểu phối hợp giữa trimethoprim và sulfamethoxazole ha, nó có cái tên biệt dược là cotrimoxazole hay là bạc trim ha, hoặc là cotrim tùy, đúng không? Nhưng mà bên trong nó chứa là hai hoạt chất, một là trimethoprim, hai là sulfamethoxazole. Đấy. Theo một cái tỷ lệ nha các bạn, theo một cái tỷ lệ nha. Đó là cái gì? Một trimethoprim ha và năm sulfamethoxazole. Đấy. Không. Thì theo cái tỷ lệ như vậy, tức là 1:5 đó nha. Đấy. Thì ở bên ngoài nó sẽ có hai cái loại viên theo hai cái hàm lượng, ha. Dụ viên mạnh có nghĩa là cái tác động mạnh hơn thì nó sẽ cần cái hàm lượng cao hơn, ha. Tôi gọi là viên mạnh đó. Thì nó sẽ là 160 mg
và 800 mg ha, theo tỷ lệ ha. Đấy thì các bạn chia ra nó một năm liền à ha. Còn viên thường hay là viên nhẹ hơn thì nó là phân nửa của viên mạnh ha, là 160 thì giờ nó là 80, còn này 800 thì nó là 400 mg ha. Đấy, hoặc là ở bên ngoài khi mà chúng ta đọc cái tên biệt dược của nó thì người ta để đọc nhanh hơn, ví dụ người ta gọi là Cotrim 480, Cotrim 960 à. 480 là bởi vì nó cộng hai này lại nè, 960 là bởi vì nó cộng hai này lại à, cái tên biệt dược các bạn, có nghĩa là để khi mình tìm cái thuốc, mình gọi cái tên một cái thuốc nào đó thì nó nhanh đó, thì người ta gọi là như vậy. Cái tên biệt dược nó cũng để gì luôn để cho mình nhớ, mình phân biệt ha. Chứ còn nếu mà bactrim mà viên mạnh rồi bactrim mà viên thường thì nó là phiền phức quá ha. Thì ở ngoài cái tên của cái biệt dược này, người ta có thêm con số phía sau nữa. Nếu như các bạn tìm hiểu về cái biệt dược, các bạn sẽ thấy dù như bactrim 480, bactrim 960 thì các bạn hiểu tại sao có con số đó ha. Đấy. Tiếp theo mình sẽ nói về cái tác dụng phụ của cái nhóm sinfamid. Tác dụng phụ của nhóm sinfamid. Thì để dễ hình dung hơn thì các bạn nhớ lại cái cơ chế tác động của sinfamid vừa rồi mình có đề cập tới ha. Đó là cái gì? Nó tác động lên trên cái quá trình chuyển hóa của cái folic acid folic đó, không? Từ dihydro folic sang cái tetrahydro folic, hay là trước đó là từ 33 sang dihydro folic. Đấy. Nó ảnh hưởng lên trên cái enzyme chuyển hóa của cái acid folic ha. Cho nên là trên cái cơ thể người khi mà chúng ta sử dụng cái sulfamid đó, à, thì ít nhiều nó có cái sự tác động trên cái hệ folate của chúng ta. À, đấy, chúng ta cứ cứ nhớ lại cái cơ chế hồi nãy để chúng ta hiểu được cái tác dụng phụ của nó. Hay là phản ứng có hại luôn đó nha các bạn, nha, gọi chung. À, như vậy khi mà có tác động mà kháng folate hay là cái tác động ức chế axit folic nói chung, thì dẫn đến một cái hậu quả là cơ thể chúng ta sẽ có nguy cơ thiếu thiếu gì thiếu các việc tổng hợp nên các tế bào máu, trong đó có hồng cầu, bạch cầu lẫn tiểu cầu luôn ha. Nói chung là nó tác động lên trên cái hệ axit folic đó thì nó sẽ ảnh hưởng lên trên cả ba dòng tế bào máu luôn ha. Nhưng mà trong đó thì cái hồng cầu, cái việc thiếu máu hồng cầu to đó nó biểu hiện rõ ràng hơn ha. Và chúng ta thường hay nói là cái sulfamid nó có thể ảnh hưởng lên trên cái việc thiếu máu hồng cầu to, phải không? Nhưng mà cái này tôi ghi hết ra, nhưng mà các bạn sẽ phải biết là cái nào mới là cái chính ha. Đấy, thì các bạn nhớ. Còn cái tác dụng phụ ví dụ như là buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, chán ăn thì cái này các bạn sẽ thấy là nó được lặp đi lặp lại rất nhiều cái nhóm kháng sinh luôn, chứ không phải chỉ có sulfamid. Mình gọi nó là những cái tác dụng phụ thường hay gặp. À, những cái tác dụng phụ thường hay gặp. Có nghĩa là sử dụng thì phải phải chịu thôi, sử dụng thuốc này thì phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Ví dụ như tác dụng phụ gây ra tiêu chảy đi chẳng hạn, thì sử dụng các kháng sinh đường uống thì ít nhiều nó cũng sẽ gây ra thôi. Có nhóm kháng sinh nó ít gây tiêu chảy hơn, có nhóm kháng sinh nó gây nhiều hơn, đó là đành chịu thôi chứ sao giờ, đó là tác dụng phụ của đi kèm của nó mà. Đúng không? Một cái phản ứng có hại nữa mà nó cũng khá là đặc trưng cho sulfamid. Đương nhiên là không phải chỉ của mình nó mới có nha, không phải nha. Mình đang nói về cái mặt kháng sinh đó ha, thì nó khá là đặc trưng mà chúng ta nhớ, chứ còn nói đến những cái thuốc nhau thêm những cái thuốc khác thì chắc chắn là những cái thuốc khác cũng có nữa chứ không phải là không. Đó là cái phản ứng trên da, phản ứng trên da.
có khi nó nặng nề hơn, nó gây nguy hiểm. Ví dụ như nó có thể gây ra cái viêm da, cái viêm da nhạy cảm, tăng nhạy cảm của da đối với ánh ánh sáng chẳng hạn, nó có thể gây viêm da, và có thể nặng hơn nữa thì nó gây ra cái hội chứng Steven Johnson. Các bạn biết cái hội chứng gì không? Steven Johnson ha, đây đó là cái tác dụng phụ hay là những cái phản ứng có hại đặc trưng của cái xuyên phẩm mít mà các bạn hãy nên nên nắm ha. Đây. Đối với cái bảng này thì để cho chúng ta hình dung được cái mức độ gây ra cái phản ứng có hại đó trên trên cơ thể người so với cái cơ thể của vi khuẩn, xin lỗi, cái tế bào của vi khuẩn hay là đơn bào ha. Thì cái này ý muốn nói là gì? Cả ba cái chất này, trimethoprim hay là pyrimethamine hay methotrexate, nó đều có cái tác động lên trên tế bào vi khuẩn hay là tế bào của con đơn bào hay là tế bào của con người ha. Nhưng mà phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào nồng độ, đúng không? Phụ thuộc vào nồng độ. Ví dụ như nồng độ rất nhỏ thôi thì con vi khuẩn nó có thể bị ảnh hưởng, nồng độ cao hơn tí thì cái protozoa, và nồng độ phải phải rất rất cao thì nó mới ảnh hưởng tới con người chẳng hạn ha. Đó là để cho chúng ta hình dung được cái vấn đề là không phải cái thuốc này nó ảnh hưởng chỉ trên con vi khuẩn, mà nếu như mà sử dụng ở nồng độ cao hơn, liều cao hơn thì cơ thể chúng ta cũng bị ảnh hưởng. À, mình nhớ điều đó. À, về chống chỉ định trong sử dụng cái xuyên phẩm mít ha, thì này, đương nhiên chúng ta sẽ liên kết những cái kiến thức vừa rồi tới thì để cho chúng ta mở rộng hơn và dễ hiểu hơn đó là gì. À, với cái phản ứng có hại hay tác dụng phụ vừa rồi mình nói là vậy, nó có thể gây ra kháng folate dẫn đến cái tình trạng là thiếu máu hồng cầu to. À, do vậy mà cái chống chỉ định trong sử dụng cái sulfamid đó chính là gì? Những cái người bệnh nhân mà người ta có cái gọi là cái bệnh, hoặc là có cái nguy cơ, cũng 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 được tính nha, có nguy cơ có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu folate, thì chắc chắn những người này khi sử dụng cái xuyên phẩm mít nó sẽ làm trầm trọng hơn. Có thể là sử dụng một năm ba ngày thì không sao, nhưng mà nếu như mà sử dụng dài hạn hơn nữa thì có thể cái phản ứng có hại này nó trở nên có ý nghĩa hả. Thì chúng ta phải lưu ý điều đó. À, mặt khác á, thì đối với các bạn á, thì khi chúng ta sử dụng cái xuyên phẩm mít cho bệnh nhân thì chúng ta phải biết được bệnh nhân có cái tiền sử bệnh là cái thiếu máu do thiếu folate hay không ha, để chúng ta kê đơn đó. Có nghĩa là giống như tôi chỉ đi, các bạn có thể ứng dụng sau này đấy ha. Thứ hai nữa là cái đối tượng mang thai, phụ nữ có thai đó, phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú thì không nên sử dụng sulfamid. Đương nhiên là hai cái đối tượng này khi sử dụng thuốc mình rất là e dè, đúng không? Đấy, phụ nữ mang thai hay phụ nữ cho con bú thì không nên sử dụng, là bởi vì nó có thể dẫn đến cái việc là cái đứa bé nó sẽ bị cái hội chứng gọi là hội chứng vàng da nhân não. Đấy. Cái hội chứng mà vàng da nhân não này là cái gì? À, cơ chế của nó là cái gì? Đó chính là tại vì cái sulfamid này như các bạn biết đó, các bạn học hồi nãy chúng ta thấy đó, là cái khả năng phân bố của nó vào dịch cơ thể rất là tốt, cho nên nó có thể đi qua cái bào thai, đi vào trong bào thai từ người mẹ, hoặc là đi vào trong sữa rồi từ sữa đó sẽ đi vào trong đứa bé ha. Về cái cơ chế nó gây ra hội chứng vàng da nhân não đó chính là nó sulfamid này nó cạnh tranh gắn kết với lại albumin, cạnh tranh gắn kết với albumin. Cạnh tranh với ai? Cạnh tranh với cái sắc tố mật là bilirubin. À, thì chúng ta cũng biết là đó, đứa trẻ mà nó mới sinh ra thì chắc chắn nó sẽ có giai đoạn là gọi là vàng da sinh lý, đúng không? Vàng da sơ sinh và sinh lý.
tùy cái mức độ vàng da hay là thời gian vàng da kéo dài hay không thì nó gọi nó có thể chuyển thành bệnh lý, nhưng các bạn cũng biết đấy, thì cái vàng da đó chính là gì, đó cũng chính là do cái bilirubin nó không gắn kết được hết với là albumin cho nên nó thấm ra da và chúng ta thấy cái triệu chứng là vàng da. À, bởi vì cái lúc đó là cái gan của những đứa bé này nó chưa có tôi gọi là chưa có phát triển hoàn toàn đúng không, và cái sản lượng mà nó sản sinh ra cái albumin nó cũng cũng ít đi, hoặc là cái chất lượng albumin nó cũng kém đi đó ha. Đấy cho nên là sao, cho nên là nó vận chuyển cái bilirubin nó không hiệu quả. À, cái giai đoạn đầu á sau sinh khoảng mấy ngày đó đúng không, nó không hiệu quả, thành ra là bilirubin nó ở dạng tự do nhiều quá nó thấm ra thì nó gây ra vàng da. Nhưng mà sau vài ngày thì bắt đầu gan nó tăng tổng hợp cái albumin lên thì bắt đầu vận chuyển cái bilirubin hiệu quả hơn thì da nó hết vàng, thì trường hợp đó gọi là vàng da sinh lý rồi ha. Còn trong trường hợp vàng da về bệnh lý thì cái việc vàng da kéo dài có thể do nhiều yếu tố ha, trong đó có nhiều yếu tố lắm nha, chứ không phải chỉ có liên quan tới gan không, nên là thôi mình không có bàn tới cái chỗ đó mà bàn ở chỗ này. Vậy thì trên cái cơ sở mà nó gây ra vàng da như vậy thì nó liên quan tới cái albumin. Đấy. Vậy thì nếu như những đứa bé này mà nó sử dụng cái sulfamic rồi sử dụng một cách thụ động đi ha, từ người mẹ đó thì nó sẽ sao? À, sulfamic này nó sẽ gắn kết lấy cái albumin và nó không cho cái bilirubin gắn gắn vào. Và vì bilirubin mất đi cái phương tiện để vận chuyển nó về 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 gan để loại trừ, cho nên là bilirubin nó thấm ra da, nó gây ra vàng da, và là cái dạng bilirubin gọi là không liên hợp đó nó lại có khả năng thấm tốt vào não và nó gây ra ức chế hệ thần kinh trung ương ở những đứa bé này nữa ha, cho nên gây ra cái hội chứng mà mình gọi là vàng da nhân não. À, đấy. À, đó là chống chỉ định mang thai hay phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ đang cho con bú, và trẻ em dưới 2 tháng tuổi luôn ha, đấy, trẻ em dưới 2 tháng tuổi cũng vậy luôn. À. À, về cơ chế đề kháng của vi khuẩn đối với sulfamic thì chúng ta có nhiều cái cơ chế đề kháng khác nhau. Tùy chủng vi khuẩn, ở đây thì mình tổng hợp lại hết những cái cơ chế đề kháng có thể xảy ra. Đầu tiên là đề kháng của tự nhiên thì hồi nãy thì hình như là nói về cái phổ tác động vi khuẩn thì tôi cũng đã nói rồi đó. Tự nhiên có nghĩa là sao? Tự nhiên có nghĩa là cái dòng vi khuẩn đó nó không có tổng hợp cái DNA thông qua ba ba. À, chỉ có những cái vi khuẩn nào mà nó tổng hợp cái DNA thông qua cái chất trung gian là ba ba đó thì nó mới bị ảnh hưởng bởi sulfamic. À, còn những chủng vi khuẩn nào mà nó không có tổng hợp cái DNA từ cái ba ba thì xem như nó đâu có bị ảnh hưởng bởi sulfamic, nó gọi là đề kháng một cách tự nhiên, phải không? Có nghĩa sinh ra là đã có tính đề kháng sulfamic rồi, phải không? Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa nó đề kháng đề kháng sulfamic thông qua cái con đường đó là cái con đường nó làm thay đổi cái con đường tổng hợp axit folic, nó làm thay đổi cái con đường tổng hợp axit folic. Nó có nhiều cái cơ chế khác nhau, ví dụ như là gì, nó không đi từ 33 nữa đúng không, mà nó đi hẳn luôn trong cái môi trường cơ thể của chúng ta, nó đi hẳn luôn từ những cái dihydropolic. Đấy. Hoặc là cái gì, hoặc là nó tạo ra cái enzyme mà để chuyển hóa 33 thành cái dihydropolic á, hay là cái enzyme để chuyển hóa cái dihydro thành cái tetrahydropolic á. À, những cái enzyme đó đó ha, nó tạo ra những cái enzyme mà cái cấu trúc của những enzyme đó nó thay đổi một chút. À, và khi mà cấu trúc của những enzyme nó thay đổi thì những enzyme đó nó gắn đặc hiệu hơn trên 33 và nó ít gắn hơn hay là nó kết nối một cách lỏng lẻo hơn trên sulfonamide hay là cái trimethoprim. À, chính vì vậy mà sao
nó có ái lực nhiều trên cái BA3 hơn, có nó cái có ái lực nhiều hơn trên cái dihydropyrrolate so với cái sulfamide với lại cái trimethoprim. Và như vậy thì nó xúc tác cho cái phản ứng chuyển hóa từ 33 sang dihydropyrrolate hay là từ dihydropyrrolate sang cái tetrahydropyrrolate nó dễ hơn, mặc dù là có mặt của sulfamide hay là cái trimethoprim ở đó. Đấy, nó làm thay đổi cái enzyme của nó như vậy ha. Đấy, hoặc là nó cũng làm giảm cái tính thấm đối với cái sulfamide, có nghĩa là ở trên màng tế bào của con vi khuẩn, nó làm có nghĩa là cái sulfamide này nó muốn tác động vào trong cái quy trình mà tổng hợp DNA của con vi khuẩn, thì sulfamide là phải thấm vô trong cái tế bào. Bây giờ cái tế bào vi khuẩn, màng tế bào vi khuẩn nó làm thay đổi cấu trúc, nó không cho cái sulfamide này thấm vào nữa. Hình dung ha, mà nó không cho cái sulfamide này thấm vào nữa, thì xem như sulfamide cũng vô hiệu. Cũng vô hiệu luôn, đúng không? Có thể là một cái kênh nào đó nó dẫn cái sulfamide vào, hoặc là sulfamide thấm vào vào qua cái con đường khuếch tán qua màng tế bào, thì nó làm thay đổi cấu trúc cái, thì nó sẽ làm thay đổi tính thấm của sulfamide đối với cái tế bào vi khuẩn đó, đúng không? Đấy. Và một ý cuối cùng nữa trong cái slide này chúng ta đề cập đó chính là cái gì? Cái sự thay đổi mà dẫn đến đề kháng này nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó chính là cái việc hình thành cái tính đề kháng này, nó có thể lưu lại trong các plasmid, và từ cái việc mà nó lưu lại được trong cái plasmid này thì nó có thể di chuyển được cho những cái con vi khuẩn khác, dẫn đến gọi là đề kháng chéo. Hình dung ha. Đấy, có nghĩa là cái con vi khuẩn nào mà nó đã tiếp xúc với lại cái sulfamide rồi á, thì nó bắt đầu nó gọi là nghiên cứu và phát triển thay đổi cái cấu trúc enzyme, ví dụ dihydrofolate reductase, nó phát triển ra cái thế hệ enzyme mới, mà cái thế hệ enzyme đó nó ít nhạy cảm hơn khi gắn kết với sulfamide hay là cái trimethoprim. Đấy, và cái bí kíp đó nó được lưu lại trong plasmid đó. Và khi nó lưu lại trong plasmid thì cái plasmid nó dễ dàng di chuyển hay là nó trao đổi cho những con vi khuẩn khác, và từ đó thì những con vi khuẩn khác không cần phải tiếp xúc với lại cái sulfamide, nhưng nó vẫn có khả năng đề kháng với lại sulfamide, đúng không? Đấy, đó là một cái ý quan trọng chúng ta nên nhớ ha. Đấy, thì đầu tiên chúng ta nói về cái cơ chế của cái tác động, cơ chế tác động của nhóm quinolone. Cái nhóm quinolone này được biết như là một cái nhóm kháng sinh, nó sẽ đánh vào cái quá trình phiên mã hay là quá trình sao chép, nhưng mà đương nhiên là đánh vào cái giai đoạn đầu của quá trình sao chép ha. Đó là gì? Đó là cái giai đoạn mà trước khi mà cái con vi khuẩn nó muốn sao chép vật chất di truyền sang cái RNA á, đúng không? Thì nó phải tháo xoắn ha, duỗi cái ADN ra, thì lúc đó nó mới copy cái mã di truyền trên đó, đúng không? Như vậy thì trong cái quá trình mà nó tháo xoắn cái DNA ha, thì nó có sử dụng một cái enzyme gọi là cái topoisomerase. À, thì ở cái con vi ở cái quinolone đó, thì có cái tác động là ức chế cái topoisomerase này, hay là ở tế bào vi khuẩn thì nó gọi là cái DNA gyrase đó. À, đấy. Cái này nó thuộc vào cái topoisomerase loại 2, không? Thì người ta cũng cho thấy là cái quinolone này nó ức chế chủ yếu là trên cái DNA gyrase hay là topoisomerase 2.
Mà cái Turbo isomerase 2 này thì nó có nhiều ở những con vi khuẩn thuộc loại gram âm. Còn ở những con vi khuẩn gram gram dương thì nó là Turbo isomerase 4 ha. Tuy nhiên á, thì cái quinolone này nó cũng tác động luôn được trên cái Turbo isomerase 4 luôn, chứ không phải là chỉ có hai không. Không. Đấy. Thì khi mà nó ức chế cái ENGyrase này thì như vậy á, thì cái quá trình đầu tiên của cái giai đoạn đầu tiên của quá trình phiên mã nó sẽ không thực hiện được, có nghĩa là nó không có tháo xoắn được, nó không có duỗi ra được. Như vậy thì làm sao mà nó copy cái vật chất di truyền được, đúng không? Đấy, chính vì vậy mà nó sẽ dẫn đến là con vi khuẩn nó không thể nào tổng hợp được, cái kết quả đó nó không thể nào tổng hợp được những cái protein cần thiết cho cơ thể nó trong quá trình sinh trưởng và phát triển chẳng hạn. Như vậy thì nó có thể là nó sẽ giảm sinh trưởng, ngừng sinh trưởng rồi tàn lụi dần đi ha. Đấy. Thì ở cái khía cạnh mà người ta phân loại cái quinolone này thì với cái cơ chế như vừa rồi tôi có trình bày thì chúng ta có thể hình dung được cái quinolone này nó được xem như là một cái kháng sinh kiềm khuẩn ha. Vậy thì với cơ chế thì mình nhìn thấy nó đúng là kháng sinh kiềm khuẩn. À. Đấy. Nhưng mà cái phân loại về cái kháng sinh kiềm khuẩn hay là diệt khuẩn thì nó cũng tương đối là không có một cái ranh giới cụ thể, đúng không? Đấy. Cho nên là nếu như mà nồng độ kháng sinh ở cái nồng độ thấp thì nó thể hiện cái tính kiềm khuẩn là chủ yếu ha. Tuy nhiên ở một số loại vi khuẩn thì người ta thấy là nếu như mà cái DN xin lỗi cái quinolone này sử dụng ở cái nồng độ cao hơn á thì cho thấy được cái khả năng kháng sinh quinolone có thể phá hủy luôn cả cái DNA của nó, phá hủy luôn cả cái DNA của nó. Có nghĩa là sao? Có thể là sau khi cái DNA gyrase này nó mở xoắn xong, nó copy thì cái kháng sinh nó tấn công vô thì coi như không đóng xoắn được chẳng hạn ha. Thì như vậy nó phá hủy luôn cái cấu trúc của cái DNA chẳng hạn. Đấy. Và như vậy thì nó sẽ mất luôn cái khả năng sao chép các vật chất di truyền. Cho nên những cái trường hợp mà như vậy thì nó gây ra cái tác động là làm chết con vi khuẩn nó nhanh hơn. Hay mình nói là quinolone lúc đó nó sẽ có cái tác động diệt khuẩn ha. Đấy, nhưng mà về lý thuyết về cơ chế của cái quinolone thì chúng ta thấy nó thuộc vào nhóm kiềm khuẩn ha. Đấy, cho nên là không có cái gì mà nó tuyệt đối hết ha các bạn. Đây ví dụ như cái slide này chúng ta thấy ha. Thì đây ở giữa nè là một cái khung cơ bản của quinolone ha. R1, R8, R7, R6, R5 theo cái ngược chiều kim đồng hồ ha. Đấy, chúng ta đọc theo cái đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Ở vị trí R6 đấy, ở vị trí R6 ở vị trí R6 thì nếu như nó là cái floor gắn bằng cái floor, không? Thì nó sẽ làm tăng cái tác động của cái phân tử kháng sinh này trên cái con gram dương. Xin lỗi, trên cái con gram âm, xin lỗi nha. Trên con gram âm nhiều hơn, có nghĩa là cái floor này khi mà thay thế ở cái R6 này gắn kết R6 này thì cái tác động của cái quinolone này nó sẽ tác động mạnh hơn trên cái ram ram âm ha. Cho nên hiện nay khi mà chúng ta nói tới quinolone á thì thật ra thì chúng ta đang nói chung chung, nhưng cái nhóm chính hiện nay chúng ta sử dụng đó là người ta gọi nó là cái nhóm fluoroquinolone, fluoroquinolone đó, hay viết tắt là FQ ha.
ha, đấy fluoroquinolone đó. Tại đa số bây giờ người ta xài cái quinolone mà có fluor thôi, còn không có fluor thì hoạt tính ở trên ram âm kém lắm ha, người ta không xài nữa đó, các bạn đấy. À, cái vị trí R5 ha, cái vị trí R5 thì nó có ba cái nhóm thế ha, ví dụ như nhóm amino, nhóm hydroxy và cái nhóm metin, đúng không? Thì tương ứng với theo cái chiều là giảm dần về cái tác động trên ram ram dư ha. Đây ví dụ như là cái nhóm amino trên R5 thì nó sẽ tác động lên ram dương nhiều hơn cái nhóm metin ha. Đây tùy thuốc không. À, còn cái R7, R8, R7 thì nó cũng gần gần giống như là R5, R6 gì đó ha, nhưng mà ở đây thường là nó gắn cái dị vòng ha, tùy cái dị vòng, ví dụ như cái dị vòng ở trên này màu vàng nè các bạn thấy, thì nó sẽ nghiêng về hướng con ram âm, hay là những cái dị vòng khác ha, màu xanh dương nè nghiêng về hướng con ram dương. Cái này là nó khá là đặc thù, cho nên là cái nào mà nó đơn giản dễ hiểu thì tôi nói ở đây ha, chứ còn nếu như mà nó đi quá sâu vào cái chuyên môn bên bên dược thì thôi ha, mình chỉ cần nắm cái cơ bản là được rồi. Không? Còn cái R8 này thì nó phụ thuộc vào trong cái các liên kết, ví dụ như liên kết của cái nitơ ở đây, không? Thì nó sẽ có cái tác động nhiều hơn trên những cái con kỵ khí, đúng không? Đấy. Vâng. Vâng. Thì cái slide này các bạn có thể nhìn và chúng ta xem và tham khảo ha. Tôi giải thích một số cái cơ bản. Đấy. Cái chỗ nào quan trọng và cơ bản thì các bạn nhớ giùm tôi ha. Đối với cái slide này á thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ nhận biết được những cái sự khác biệt trong cái việc thay đổi cái cấu trúc của thuốc, thì nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng lên trên cái tính chất dược động. Hay cái slide trước đó là cái slide trước đó là làm thay đổi cấu trúc thì nó dẫn đến thay đổi cái hoạt tính trên cái chủng vi khuẩn, hay mình gọi nó làm thay đổi cái phổ kháng khuẩn ha. Còn giờ thay đổi cái cấu trúc thì nó ảnh hưởng lên trên cái sự thay đổi về dược động ha. Đây. Thì cũng tương tự giống như cái slide hồi nãy ha, thì chúng ta cũng phải nhớ tới cái vị trí R6 khi là fluor ha, thì nó sẽ làm tăng cái thể tích phân bố, có nghĩa là nó có khả năng tăng cái tính thấm vào trong các mô rất là tốt. À, đấy. Mà vì tăng tính thấm vào trong các mô tốt như vậy á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho tiếp xúc với những con vi khuẩn ở nhiều nơi trong cơ thể, à, và do vậy điều trị nhiễm khuẩn hệ thống nó tốt hơn. À, tương tự R5 cũng vậy ha, nếu mà nhóm amino này thì nó là tăng cái tính thân dầu lên, và tăng cái tính thân dầu thì nó sẽ tác động được trên những cái con vi khuẩn, có nghĩa nó thấm được vào trong những con vi khuẩn mà có cái cấu trúc gì đó, cái màng thân dầu hơn chẳng hạn ha, nó dễ thấm hơn đấy. Còn lại thì thôi, cái R5 và R6 này thì các bạn nắm đi, còn 1, 8 và 7 thì thôi, chúng ta không cần phải bận tâm nhiều quá ha, chúng ta nắm cái cơ bản thôi. Đấy, là được rồi. Vậy là tốt. Và còn ai mà muốn học thêm nữa hay là gì đó thì chúng ta cứ nghiên cứu tiếp nha. Tương tự cái slide này sẽ nói về cái độc tính của những cái quinolone.
À, khi có những thay đổi trên cái cấu trúc độc tính thì về một cách chung nhất thì chúng ta thấy là nói chung là kháng sinh mà nó tấn công vào trong các tế bào của vi khuẩn, đúng không? Và cái tế bào của vi khuẩn so với cái tế bào người thì nó cũng có đôi chút khác biệt, nhưng mà nó cũng có một vài điểm tương đồng ha. Và không ít thì nhiều thì các thuốc này nó cũng đều gây ra tác động độc tính trên trên cơ thể người ha. Thì hình dung các bạn cứ thấy một số cái này thôi, cái slide này thì chúng ta thôi nó linh tinh quá thì thôi mình tham khảo thôi, tôi cũng không có hỏi gì, đi quá sâu vô cái chỗ này lại để làm gì ha. Đó, cái mà tham khảo thôi, xem để biết nha. Rồi thì ở trong slide này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái công thức cấu tạo của quinolone ha. Một số cái quinolone phổ biến ha, được sử dụng nhiều ha. Thì ở trên này chúng ta sẽ thấy là cái gì đây. Với cái khung hồi nãy khi chúng ta được tìm hiểu ở các slide về cái cấu trúc liên quan tới phổ kháng khuẩn, rồi liên quan tới dược động, liên quan tới độc tính hồi nãy chúng ta có tìm hiểu rồi đó ha, thì chúng ta sẽ thấy là nó luôn luôn có cái khung cơ bản ha, khung cơ bản ha. Rồi và nó chỉ khác biệt ở những cái nhánh ha, những cái nhánh, những cái nhóm thế ở những cái nhánh ha. Đấy thì ở trong này chúng ta sẽ thấy là gì, toàn bộ sáu, xin lỗi không phải toàn bộ mà hầu hết ha, hầu hết các quinolone ở trên này chúng ta sẽ thấy là nó đều là cái fluoroquinolone hết. Cái fluoro này quinolone các bạn sẽ thấy là ở vị trí trên này ha, chúng ta sẽ thấy là có cái fluor, nguyên tử fluor đấy, nguyên tử fluor. Riêng cái acid nucleic thì chúng ta sẽ thấy là nó không có fluor ha, cho nên nó không được gọi là fluoroquinolone nữa nha các bạn. Đấy. Hầu hết bây giờ các quinolone của mình đều là cái fluoroquinolone hết ha. Lý do tại sao mà bây giờ người ta sử dụng cái fluoroquinolone này mà người ta ít khi sử dụng cái quinolone thông thường mà không có fluor. Đó là hồi nãy thì tôi cũng đã giải thích cho các bạn ở trong các slide phía trước đó. Ha. Thì cái vị trí fluor này nó ảnh hưởng lên hai cái. Thứ nhất đó chính là cái gì? Cái phổ tác động của cái thuốc này lên trên cái con vi khuẩn, lên trên chủng vi khuẩn gram âm. Nếu như có fluor này thì cái phổ của nó sẽ không phải phổ mà là có fluor thì cái tác động của nó lên trên con vi khuẩn gram âm nó sẽ mạnh hơn, ý là như vậy ha. Ngoài ra thì hồi nãy chúng ta cũng được tìm hiểu là nếu như có fluor đúng không, thì cái tính chất dược động của các phân tử này nó cũng sẽ được thay đổi. Thay đổi như thế nào thì hồi nãy tôi cũng đã nói là nếu như có fluor này á, thì cái khả năng thuốc nó sẽ phân bố vào trong các dịch của cơ thể rất là tốt, phân bố vào nhiều nơi trong cơ thể. Và vì phân bố được nhiều nơi trong cơ thể cho nên là sao, cho nên là nó có thể điều trị được những cái vị trí nhiễm trùng trên cơ thể của chúng ta. Ví dụ như nhiễm trùng ở xương, ở da, ở tiền liệt tuyến vân vân, hay là ở đường hô hấp vân vân đó. Tại vì sao? Tại vì nhiễm trùng ở những nơi nào thì kháng sinh muốn có hiệu quả thì nó phải phân bố được tới những nơi đó thì mới mới điều trị được chứ, đúng không? Ngoài cái việc là cái phổ, có nghĩa là cái con vi khuẩn đó nó có nhạy cảm với kháng sinh hay không ha, thì khi sử dụng thuốc trong thực tế thì chúng ta cũng cần phải xem xét cái khía cạnh về dược động, nó có phân bố tới để nó gặp kháng sinh hay không, nó xin lỗi, nó đã gặp vi khuẩn hay không ha. Thì như vậy á, thì các fluoroquinolone ha, từ nọc floxacin, ciprofloxacin vân vân thì nó có cái sự phân bố tốt hơn trong cơ thể chúng ta so với cái acid nucleic. Cho nên là gì? Cho nên là cái việc sử dụng các quinolone, fluoroquinolone này nó rộng hơn so với cái quinolone thông thường là acid nucleic này. Đối với cái acid nucleic này,
do nó không có flo cho nên là nó phân bố rất kém vào những cái cơ quan hay bộ phận trên cơ thể, phân bố rất kém ha, và hầu như nó được thải trừ qua đường đường tiểu hết, hầu như nó được thải trừ qua đường tiểu hết. Chính vì vậy mà cái việc sử dụng cái acid nucleic này người ta chỉ giới hạn ở cái chỗ là điều trị nhiễm trùng tiểu là chính. Điều trị nhiễm trùng tiểu là chính, bởi vì nó thải trừ qua đường tiểu. Nó thải trừ qua đường tiểu cho nên là sao? Cho nên là những cái con vi khuẩn mà nó gây nhiễm trùng trên đường tiểu thì lúc này acid nucleic nó mới có khả năng tiếp xúc và tiêu diệt những con vi khuẩn này ha. Đấy. Còn cũng có thể là mặc dù chúng ta thấy là làm kháng sinh đồ thì acid nucleic có thể nó gây được nhạy cảm trên một số con râm âm, nhưng sử dụng thực tế thì lại không thấy hiệu quả, là bởi vì những cái con râm âm đó nó gây bệnh ở những cái nơi mà có thể acid nucleic nó không phân bố được tới. Nếu như mà nó gây bệnh ở đường tiểu thì có thể là hiệu quả không đây. Còn lại những cái ví dụ như ciprofloxacin hay levofloxacin thì khả năng phân bố tốt hơn, cho nên nó được ứng dụng sử dụng rộng rãi hơn trong điều trị nhiễm trùng ở nhiều nơi trên cơ thể hơn. Đấy. Nhưng mà bù lại á, là cái thuốc nào mà nó được sử dụng trong điều trị rộng rãi, có nghĩa là nhiều loại vi khuẩn hay là nhiều cái nơi nhiễm trùng, thì nó lại phải đối mặt với cái việc là bị đề kháng thuốc nhanh hơn ha, bị đề kháng thuốc nhanh hơn đấy, vậy thôi. Không. Đấy thì bây giờ về mặt phổ kháng khuẩn của quinolone ha, thì chúng ta sẽ nhớ cái ý này. Một cách tổng quát thì chúng ta nhớ cái ý này, đó là phổ kháng khuẩn của nhóm quinolone này nó có thể nhạy cảm trên cái con vi khuẩn râm âm và con vi khuẩn râm dương. Tuy nhiên có một cái đặc điểm ở cái nhóm quinolone này mà chúng ta nên nên nhớ ha, cái đặc điểm này các bạn nhớ để các bạn học bài cho nó dễ nha, đó chính là gì? Tôi ghi là vi khuẩn râm âm rồi rồi vi khuẩn râm dương ha, kế bên nhau như vậy. Thì các bạn nhớ như thế này là cái quinolone này nó có nhiều thế hệ ha, nó có nhiều thế hệ, ví dụ như thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4, thậm chí là bây giờ mình cũng có thế hệ 5 rồi. Đấy. Vậy thì cái sự khác biệt giữa các thế hệ đó như thế nào? Nó thể hiện ở cái chỗ mà cái phổ kháng khuẩn của các thế hệ đó. Mình ghi là vi khuẩn râm dư âm rồi của râm dương thì chúng ta học bài như thế này, chúng ta sẽ nhớ nè. Là cái phổ kháng khuẩn của quinolone nó sẽ thay đổi qua các thế hệ từ nhạy cảm nhiều trên râm âm sang nhạy cảm nhiều trên râm dương. Hình dung ha. Đấy. Có nghĩa là thế hệ 1 nó chủ yếu là trên râm âm thôi ha, nó rất ít trên râm dương, thậm chí là không có ha. Sang thế hệ 2 thì nó bắt đầu là nó nhạy cảm nhiều hơn trên những con râm dương. Râm âm thì nó vẫn tốt nha, râm âm thì nó vẫn tốt ha. Đấy. Nhưng mà sang thế hệ 3 thì bắt đầu là cái con râm dương nó nhiều hơn và tác động kém hơn trên râm âm rõ rệt so với cái nhóm thế hệ thứ thứ hai. Đấy, hình dung ha. Rồi thế hệ 4 cũng vậy. Thế hệ 5. Thì các bạn khi học bài thì các bạn nhớ điều đó. Còn còn cái phổ nó như thế nào hay những cái con vi khuẩn nào thì chúng ta có thể xem sách thêm nha. Thì nó vòng vòng cũng có vài con vi khuẩn râm âm râm dương mà các bạn học thôi. Thứ hai nữa là về những cái những con vi khuẩn nội bào đó, đúng không? Hay là những con vi khuẩn gây bệnh không điển hình đó, thì các bạn nhớ luôn là quinolone này nó có hiệu quả trên ví dụ như những con chlamydia, mycoplasma chẳng hạn. Ha. Đấy.
Đặc điểm thứ ba cần nhớ trong cái hoạt tính kháng khuẩn của nó chính là cái tác động trên những con vi khuẩn kỵ khí. Những con vi khuẩn kỵ khí thì nó ít nhạy cảm chứ không phải là không ha, ít nhạy cảm hơn. Đấy thì ở đây tôi liệt kê cho các bạn một số cái nhóm tên nhóm quinolone ha. Nhóm 1 mình FQ có nghĩa là fluoroquinolone ha. Nhóm 1 thì nó có norfloxacin. Norfloxacin cũng là một cái fluoroquinolone cho nên mình để vậy luôn ha các bạn. Còn acid hydrolysis thì không phải là fluoroquinolone ha. Nhóm thứ hai thì mình có cái cipro, levo, ofloxacin vân vân ha. Đấy. Thì ở đây có để một số cái vi khuẩn mình thường hay sử dụng cái thuốc đó để cái thế hệ này để mình điều trị ha. Thì trong đó có rham dương ha. Rham dương thì nó có MSSA hoặc là cái con Streptococcus mà gây ra viêm phổi. Đấy. Rham âm thì mình để Pseudomonas, lại con này là cái con trực khuẩn mổ xanh này các bạn biết đó. Nhưng mà để về nhạy cảm nghĩa là về về mặt lý thuyết là nhạy cảm nha. Nhưng mà cái tỷ lệ đề kháng hiện nay của Pseudomonas đối với cái cipro á level cũng khá cao rồi ha. Cho nên là về mặt lý thuyết thì nó có thể là nó nhạy cảm, để xem xét như là một cái lựa chọn nếu như mà không còn lựa chọn nào khác. Đây. Còn nhóm thứ ba, fluoroquinolone nhóm thứ ba thì chúng ta có gefloxacin, bifloxacin. Nhưng mà cái nhóm thứ ba này thì về mặt phổ tác động thì rham âm bắt đầu nó kém hơn hẳn so với cipro, cho nên là ít người xài lắm. Người ta không xài nó mà chỉ xài cái rham âm là trên cái nhóm thứ hai thôi. Tăng cái tác động trên cái con Streptococcus mà gây ra cái viêm phổi đó, hoặc là Staphylococcus. Đây. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là ở cái quinolone quinolone thế hệ thứ ba thì nhiều hoạt chất và người ta cho thấy được, hoặc là cả thế hệ thứ tư luôn á, thì người ta cho thấy được là nó có cái gọi là độc tính hay là gọi là các phản ứng có hại gây ra trên bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến tim. Cho nên là ví dụ như spafloxacin hay là một vài cái quinolone cả thế hệ thứ tư luôn, nó bị rút ra khỏi thị trường vì cái độc tính đó. Cho nên bây giờ mình rất rất hiếm thấy nha, mình rất hiếm thấy quinolone thế hệ thứ ba và thứ tư, rất hiếm thấy. Chủ yếu chúng ta thấy nhiều nhất là thế hệ thứ hai ha, vẫn còn rất là ok đúng không? Đây là quinolone thế hệ thứ tư thì chúng ta có moxifloxacin, tovafloxacin hay là gì đó vân vân. Thì tova với là alatofloxacin này thì nó cũng giống như là cái spafloxacin hồi nãy ha, cũng có độc tính từng tim mạch, rút khỏi thị trường ha. Đây. Ở đây thì đối với moxifloxacin ha, hay gemifloxacin gì đó thì nó lại có cái tác động nhạy cảm nhiều hơn trên con vi khuẩn kỵ khí so với cái thế hệ trước đó. Ở slide này thì mình nói về dược động của quinolone, thì thực ra thì dược động của quinolone thì những cái slide phía trước mình cũng đã nói gần như là cái đặc điểm nổi trội của nó rồi ha. Này là bản slide này nói lại và tổng kết lại một chút xíu thôi. Đó là về mặt dược động thì đối với quinolone thế hệ thứ nhất là acid lysic hay là tất cả những quinolone hiện nay luôn thì nó có cái hấp thu qua đường tiêu hóa tốt ha. Nhưng mà về cái việc thải trừ á
thì cái acid nucleic này thải trừ rất nhanh qua thận, và phân bố thì acid nucleic nó phân bố kém trong cơ thể ha. Còn những cái fluoroquinolone còn lại thì nó phân bố rộng rãi hơn ha, ví dụ như là tiền liệt tuyến, thận, đại thực bào, bạch cầu, rồi cơ mô mềm, cơ xương khớp gì đó vân vân ha. Đấy, phân bố rất tốt. Cái thời gian bán thải trung bình của quinolone thì nó nằm từ khoảng từ 4 giờ cho tới 12 giờ là xa nhất là bevacizumab ha. Thông thường là chúng ta sử dụng cái ciprofloxacin hay levofloxacin thì nó sẽ ngắn hơn, khoảng 6 tới 8 giờ gì đó ha. Đấy. Về chỉ định sử dụng quinolone à, thì trong đó có cái nhiễm trùng đường tiểu là từ thế hệ thứ nhất mà ha, rồi viêm tiền liệt tuyến, hầu hết các quinolone đều có khả năng điều trị ở những nơi này. Thứ hai là nhiễm trùng tiêu hóa hay là những cái bệnh lý về tiêu chảy à, thì hầu hết các vi khuẩn đường ruột nhạy cảm với quinolone thì quinolone đều sử dụng được. Hay nói một cách cụ thể hơn thì các những cái trường hợp bệnh lý tiêu chảy á, những trường hợp bệnh lý tiêu chảy thì quinolone đều cho thấy có hiệu quả à, ý là mình nhìn trên khía cạnh lâm sàng thì mình nói như vậy à, cho thấy hiệu quả. Cho nên đó là cái ciprofloxacin đó các bạn à, quinolone thế hệ thứ hai á, thì người ta rất được gọi là thích để người ta sử dụng trong cái điều trị tiêu chảy mà có nhiễm trùng à, thậm chí là cái ciprofloxacin này còn sử dụng theo cái kiểu là điều trị mà kháng sinh mà theo kinh nghiệm thôi, chứ không có một cái chứng cứ nào về cái việc nhạy cảm hay là không nhạy cảm hết à, ví dụ như trong điều trị tiêu chảy á thì nó sẽ có cái rồi điều trị theo kinh nghiệm, có nghĩa là sử dụng kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm có nghĩa là tôi thấy những triệu chứng này cái người đó đến từ vùng dịch tễ đó vân vân thì có khả năng là nhiễm trùng trên đường tiêu hóa. Với những con thông thường thì quinolone có thể sử dụng được mà chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy là cái quinolone này nó có nhạy cảm với con vi khuẩn đó hay không. Tại vì muốn biết được cái con vi khuẩn đó có nhạy cảm với quinolone hay không thì mình phải làm kháng sinh đồ. Mà cái thời gian để mình có được cái kết quả kháng sinh đồ đâu phải là nhanh. Mà cái bệnh lý tiêu chảy thì nó lại là một cái bệnh lý cấp tính đúng không? Nếu như tiêu chảy ào ạt nữa lại càng nguy hiểm nữa, mà chờ cái kết quả kháng sinh đồ thì lúc đó bệnh nhân có thể là người ta không có chịu đựng được đúng không? Cho nên là sử dụng ngay cái ciprofloxacin thì nó có hiệu quả trong cái điều trị tiêu chảy đó khá tốt ha. Đấy. Đó. Nhưng mà đương nhiên giống như hồi nãy tôi đã nói rồi đó, thì bù lại mình đổi lại đó chính là cái khả năng đề kháng nó sẽ cao ha. Đấy. Nếu các bạn ha, cho nên là trong cái nhiễm trùng đường tiêu hóa thì cái quinolone thế hệ thứ hai, đặc biệt là ciprofloxacin, người ta rất là ưa dùng nó ha. Bởi vì về mặt lâm sàng thì nó có hiệu quả, cái tỷ lệ hiệu quả nó cao à. À. Cho nên là có thể sử dụng theo kinh nghiệm luôn mà không cần phải có kháng sinh đồ luôn ha. Đấy. Trong những trường hợp cấp đó thì đợi kháng sinh đồ không nổi đâu. Hoặc là nhiễm trùng mô mềm, xương khớp, da, bụng gì đó, hô hấp dưới ha. Đó. Này là từ thế hệ thứ hai ha. T1 không 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 có tác dụng nha. Rồi, một số cái bệnh truyền qua đường sinh dục. Đó là những cái con vi khuẩn nội bào hay là gây bệnh không điển hình như nãy chúng ta đó ha, chúng ta nhớ. Từ cái phổ thì chúng ta có thể hiểu đến cái chỉ định của kháng sinh đó. À, về tác dụng phụ của quinolone á thì cũng giống như các kháng sinh khác ha, có những cái tác dụng phụ thường gặp nhưng mà nó ít nguy hiểm, ví dụ như buồn nôn, ói mửa gì đó ha, thì cái này xài thuốc, xài kháng sinh nào cũng có thể
gây ra hết. Cũng có một cái tỷ lệ nó có thể gây ra ha. Đấy. Nhưng mà nó ít gây nguy hiểm ha. Hoặc là cũng có thể nó gây ra tiêu chảy nè, viêm ruột do sử dụng kháng sinh. Thì cái này là đối với trường hợp là sử dụng kháng sinh đường đường uống ha, có thể gây ra rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột thì nó gây ra tiêu chảy thôi ha. Kháng sinh nào cũng có nha, kháng sinh nào cũng có. Đương nhiên là kháng sinh đường uống rồi. Thứ hai là đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ, phát ban này thì cũng không có gì là đặc biệt hết. Thuốc nào cũng có thể có, cũng thuốc nào cũng có thể mà gây ra nó. Kéo dài khoảng QT thì cái này là nãy cũng đã nói trong cái phân loại các quinolone rồi ha. Hầu hết các quinolone đều có khả năng gây ra kéo dài khoảng QT. Tuy nhiên á, có một số quinolone thì cái việc kéo dài khoảng QT đó nó ảnh hưởng lên trên cái hoạt động của tim ha, hoạt động của tim, và nó gây ra cái bệnh lý tim mạch và bị rút ra khỏi thị trường ha. Đấy. Còn những cái mà nó còn trong giới hạn cho phép mà giống như là cái phản ứng có hại đó nó không xảy ra nhiều hay là mức độ nó nhẹ hay là nó chưa dẫn đến cái những cái dấu hiệu mà có ý nghĩa thì xem như là cái quinolone đó người ta vẫn còn xài ha. Đấy. Đấy. Rồi tăng đường huyết tới cathelicidin hay là tổn thương sụn. Cái tổn thương sụn này là một cái tác dụng phụ là tác dụng phụ đặc trưng luôn của quinolone ha, tác dụng phụ đặc trưng luôn của quinolone. Không. Đấy, tác dụng phụ đặc trưng của quinolone và quinolone nào cũng có cái nguy cơ hết, ít hay nhiều thôi. Đấy. Đấy, như vậy thì chống chỉ định của quinolone thì chúng ta sẽ từ bên cái phản ứng có hại ADA đó chúng ta có thể có một số cái chống chỉ định mà chúng ta có thể nhớ được. Trong đó cái chống chỉ định rất là nổi bật của quinolone đó chính là vì nó làm gây ra tổn thương sụn và cho nên nó bị chống chỉ định cho cái đối tượng đó là phụ nữ đang mang thai nè, ảnh hưởng tới cái bào thai nè. Thứ hai là trẻ dưới 18 tuổi, trẻ dưới 18 tuổi. Tại vì cái khoảng thời gian mà dưới 18 tuổi là khoảng thời gian người ta phát triển sụn để cao lớn, kéo dài xương á, các bạn biết ha, cái lớn kéo dài xương. Đấy. Thì cái quinolone nó có thể gây ra tổn thương sụn như vậy thì nó dẫn đến cái ảnh hưởng trên xương của những đứa bé này. Không. À, và một cái mà người ta cũng có thể người ta ghi nhận lại ở cái sử dụng quinolone đó có là khả năng nó có thể gây ra cái đứt cái gân gót chân các bạn, đứt cái gân gót chân, đứt cái gân gót chân ha. Đấy, đứt cái gân gót chân. Cho nên ở những cái người mà người ta có cái tiền sử là bị tổn thương ở cái gân gót ha, tiền sử tổn thương ở cái gân gót thì cũng hạn chế sử dụng quinolone, hoặc là khi sử dụng quinolone thì phải hết sức chú ý vào cái chỗ mà cái gân gót đó. Cái chỗ mà chống chỉ định ở trẻ dưới 18 tuổi đó, thì cái này các bạn sẽ phải hình dung như thế này. Đây là một cái chống chỉ định, nó không phải là một cái chống chỉ định tuyệt đối hóa mà nó sẽ mang một cái tính chất tương đối. Tại vì sao? Tại sao tôi nói có tính chất tương đối này? Trong cái dược lý đại cương thì tôi cũng đã giải thích một số cái khái niệm rồi đó. Tương đối thì có nghĩa là cái gì? Tương đối có nghĩa là trong trường hợp bất khả kháng người ta cũng có thể sử dụng được, nhưng mà phải theo dõi rất chặt chẽ. Thì tôi lấy ví dụ là nếu như một cái đứa trẻ đó nó bị tiêu chảy cấp, đấy, ha, nó bị tiêu chảy cấp mà cái ciprofloxacin hồi nãy tôi nói đó thì nó lại có hiệu quả rất cao trong cái việc là điều trị tiêu chảy cấp.
Vậy thì khi mà chưa có một cái thuốc nào mà chúng ta biết được có thể nhạy cảm đối với những con vi khuẩn mà gây ra trên đường tiêu hóa hay không, thì sử dụng cái ciprofloxacin sẽ nó giúp cứu mạng cái đứa bé đó nhiều hơn là cái việc mà chúng ta để ý tới cái việc là tổn thương sụn. À, hình dung ha. Đó, có nghĩa là trong trường hợp đó thì mình sẽ phải cần cứu mạng đứa bé nhiều hơn là cái việc có thể gây ra tổn thương sụn, tại vì gây ra tổn thương sụn này nó chỉ là một cái tỷ lệ thôi, chứ không phải là sử dụng thuốc này là 100% bị đâu các bạn. Cái điều là cái tỷ lệ gây ra cái ảnh hưởng đến sụn này nó nhiều hơn ở cái độ tuổi dưới 18 tuổi so với cái người lớn, nhiều hơn thôi, ví dụ như khoảng 20 mấy%, mười mấy 20% gì đó. À, đấy, cho nên là người ta mới hạn chế nó. Cho nên là các bạn nhớ đây là một cái chỉ định, nó cấm chỉ định một mang tính chất cũng tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối ha. Đây. Rồi, ở đây đối với cái cơ chế đề kháng của vi khuẩn đối với quinolone ha, thì nó sẽ có hai cái cơ chế chính. Một là nó làm thay đổi tính thấm đối với kháng sinh, có nghĩa là nó sẽ làm, bởi vì cái kháng sinh quinolone này nó phải qua được màng tế bào vi khuẩn đúng không, nó vào được bên trong cái tế bào vi khuẩn thì lúc đó nó mới có khả năng mà ức chế cái enzyme tháo xoắn đóng xoắn gì của ADN đúng không. Đấy, cho nên là chỉ cần con vi khuẩn này nó thay đổi cái tính thấm của cái màng, à thì ví dụ như nó làm thân dầu hơn nhiều thì xem như là cái quinolone này nó không thấm được thì cũng coi như là bị đề kháng ha. Đấy, hoặc là nó tạo ra cái những cái protein lạ, có nghĩa là trước giờ chủng vi khuẩn này chưa tạo ra ha. Những cái protein này nó sẽ bảo vệ cái DNA gyrase chẳng hạn ha. Bảo vệ cái DNA gyrase chẳng hạn, có nghĩa là những cái protein này nó sẽ gắn lấy cái DNA gyrase, và như vậy á cái vị trí mà để cho cái quinolone gắn kết với DNA gyrase nó sẽ mất đi, thì xem như nó không gắn kết được, nó không ức chế được DNA gyrase. Thứ hai, hoặc là cũng có thể là nó tạo ra những cái enzyme mà tấn công trực tiếp vào cái quinolone luôn, tấn công trực tiếp vào cái quinolone luôn, đó, nó phá hủy quinolone. Đấy, thì những việc tạo ra cái gen đề kháng này thì đó là một cái cơ chế quan trọng, các bạn cũng hiểu đúng không? Cơ chế quan trọng là bởi vì nó đã tạo ra được cái gen đề kháng này rồi thì cái khả năng nó duy trì trong cái chủng nó hoặc là nó di chuyển sang những cái chủng vi khuẩn khác rất là cao ha, nó gây ra đề kháng chéo giữa các chủng vi khuẩn vân vân ha. Như vậy là mình đã nghe hết hai nhóm ha. Một nhóm là cái kháng sinh xuyên phân bích, một nhóm là cái quinolone. Rồi thì tôi có trong lúc các bạn nghe thì một số bạn có gửi cái câu hỏi ha. Thì tôi cũng đã trả lời vào bullet list cho các bạn có thấy được không ạ? Rồi bây giờ mình còn lại khoảng 8 phút ha. Rồi rồi các bạn có thể gửi tiếp tục câu hỏi. Trò cho
Từ 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 nha các bạn, tôi đang coi đây, để tôi đọc không kịp. À, mấy bạn hỏi về các tác dụng phụ của quinolone á, thì thực ra tất cả những cái tác dụng phụ mà người ta ghi nhận hiện nay, nếu như các bạn hỏi luôn về cái cơ chế mà có thể gây ra, thì nó thật là tất cả những tác dụng phụ này người ta đều ghi nhận trên lâm sàng hết các bạn. Có nghĩa là mình cũng chưa có một cái cơ sở lý thuyết nào về cái cơ chế để có thể giải thích được. Cái nào giải thích được thì người ta mới giải thích rồi ha. Còn những cái mà mình ghi nhận là các tác dụng phụ này nọ đó, thì cái đó đa phần, tôi nói lại lần nữa ha, đa phần là được ghi nhận trên lâm sàng, có nghĩa là trong cái quá trình sử dụng á ha, ghi nhận giống như là khi chúng ta sử dụng một thuốc, chúng ta thường theo dõi cái ADR của thuốc đó, mặc dù là thuốc đó người ta có thể ra đời từ rất lâu rồi ha, vẫn phải ghi nhận ADR, rồi từ những cái tài liệu, những cái report, những cái báo cáo và liên quan tới cái phản ứng có hại đó của thuốc đó thì người ta mới đưa vào trong cái y văn ha. Đấy, cho nên là có những cái mà người ta có thể có được cái cơ chế của nó thì tôi có để giải thích cho các bạn, còn không thì tất cả những cái này đều là những các thông tin từ từ lâm sàng ha. Còn các bạn hỏi tại sao thì tôi không có câu hỏi trả lời cho các bạn một cách chính xác đâu. Rồi xong. Tại sao này nó trôi đi dữ vậy ta? Bạn từ từ để tôi coi câu hỏi xong cái tôi bút list qua nha. Thôi chắc trả lời nhiêu đây trước đi, cũng gần hết giờ rồi đâu. Mấy câu nào mà tôi đã trả lời ở trên thì các bạn xem nha. À, tôi tiếp tục trả lời nha. Giờ có một bạn hỏi phụ nữ có thai thì fluoroquinolone phân bố qua nhau thai, vì nếu mình dùng acid nucleic thì có thể sử dụng trên phụ nữ mang thai hay không? Đó. À, để trả lời cái câu hỏi này á thì nếu như chúng ta nói, chúng ta xem xét về cái công thức của cái thằng nalidixit thì nó không có flo, cho nên cái khả năng mà nó khuếch tán vào trong các tế bào nó kém ha, cho nên là về dự động của acid nalidixit cũng vậy luôn ha, thì chủ yếu nó được thải trừ qua thận, cho nên nó về nguyên tắc thì acid nalidixit, về lý thuyết đó nha, acid nalidixit thì nó không gây hại gì trên phụ nữ có thai hết ha.
Nhưng mà giống như tôi nói hồi nãy đó các bạn ha, là khi sử dụng trên lâm sàng, ha, thì có những cái tác dụng phụ nó sẽ xảy ra và người ta ghi nhận trên đó, hình dung ha. Đấy, cho nên là về lý thuyết thì nó không có, nhưng nếu như trên lâm sàng khi người ta báo cáo à có những cái trường hợp này xảy ra chẳng hạn, thì trong cái việc sử dụng thuốc, người ta sẽ đưa cái đối tượng đó vào trong cái thận trọng à, các bạn lưu ý ha. Tại vì mình không có một cái nói chung là thông tin của mình thì không có một cái là gọi là tuyệt đối cả các bạn à. Có thể vì bây giờ nó đúng nhưng mà trong thời gian sắp tới thì nó sẽ sai à. Bạn hỏi tiếp theo là gì đây? Viên 160 800 nghĩa là tỷ lệ cũng vậy, nếu viên thường bằng nửa viên mạnh có thể bẻ đôi viên mạnh để thành viên thường được không? À, cái câu 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 trả lời cho cái câu hỏi này á, là về nguyên tắc là không ha, về nguyên tắc là không. Nguyên tắc là không là bởi vì á, mình bẻ ra chưa chắc gì mình bẻ được phân nửa ha, cho nên là không khuyến khích bẻ đâu nha. Còn ví dụ như là túng quá đúng không, túng quá mà lúc đó là không có thuốc ở đó thì gọi là làm liều á, thì cái đó là chuyện của cá nhân nha. Còn nếu như bạn hỏi tôi về cái khía cạnh này thì tôi nói là không ha, chứ chứ chứ, chứ tôi không dám trả lời là được. Được mất công là bạn ra bạn nói ở ở đây vậy là được, bẻ là không được, về nguyên tắc là không ha. Còn cái việc mà bẻ, người ta bẻ hay là người ta cố tình bẻ hay là vì hoàn cảnh người ta bẻ, đó là chuyện cá nhân. Trimethoprim tác động lên enzyme à, cái này thì trong cái cơ chế nó ghi rất rõ rồi. Kinolon thế hệ một sẽ hoàn toàn không tác động à. Bạn 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 Hiếu hỏi là kinolon thế hệ 1 sẽ không hoàn toàn tác động trên vi khuẩn gram dương, không hoàn toàn tác động trên vi khuẩn gram dương thì thực ra nó vẫn có đó các bạn, nó vẫn có đó ha. Nhưng mà giống như tôi nói, vì thế hệ 1 cái dược động nó không có tốt như thế hệ 2, mà thậm chí là có tốt đi chăng nữa, ví dụ như thứ hệ 2 đi thì nó cũng chỉ tác động trên một vài con vi khuẩn gram dương thôi. Tại vì á tại vì ngay từ đầu tôi nói cái cơ chế của kinolon là nó có cái ưu tiên tác động lên trên cái DNA gyrase, đó là topoisomerase 2 ha. Tuy nhiên người ta vẫn ghi nhận là thấy nó tác động lên được cái topoisomerase 4, thì cái đó nó nằm ở con gram dương ha. Đấy. Về cơ chế là nó có nha. Câu trả lời tóm lại là về cơ chế là nó có nha, về cơ chế là nó có, nhưng mà người ta thực tế người ta có sử dụng để điều trị hay không lại là một vấn đề nữa, là còn phải có những yếu tố ví dụ như về dược động chẳng hạn ha. Đấy, rồi về cái hiệu quả có thể mang lại nữa, có cần thiết phải sử dụng hay không lại là một vấn đề nữa, chứ không phải là fix cứng cái cách sử dụng các bạn ha. Thì với cái thông tin, tất cả những cái thông tin thì là chúng ta nắm, và khi chúng ta thực hành lâm sàng mình phải linh hoạt sử dụng, chứ còn mình đừng tìm cái câu trả lời là được hay không, rồi chúng ta được thì làm, không được thì cũng không làm à, cái đó thì nó không hay đúng không. Có nghĩa là cái quyết định dùng cuối cùng, dùng thuốc cuối cùng là của các bạn ha, quyết định dùng thuốc cuối cùng là của các bạn đó. Còn tất cả những thông tin, thậm chí là trên những cái guideline chẳng hạn ha, tất cả những cái đó đều là những thông tin để mình tham khảo, các bạn phải hiểu cái chỗ đó. Thế hệ 2 được dùng để điều trị tiêu chảy nhiễm trùng, vậy thì tại sao trong phần tác dụng phụ lại gây tiêu chảy viêm ruột do kháng sinh à? Cái này dễ hiểu bạn. Cái này là tất cả những kháng sinh, hình như tôi cũng đã nói rồi mà ta, là tất cả những cái kháng sinh đường uống luôn đều có khả năng gây ra tiêu chảy hết các bạn ha, do làm rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này là bình thường, tại vì các kháng sinh của mình đường uống thì
ít nhiều nó cũng sẽ phân bố ở ruột, và như vậy á cái phổi của nó tác động trên nhóm vi khuẩn này thì nó sẽ chừa lại cái nhóm vi khuẩn kia chẳng hạn. Thì bình thường trong cái đường ruột của mình đó, thì cái hệ vi khuẩn đường ruột giống như là nó các bạn cứ hình dung là giống như hệ vi khuẩn đường ruột nó sống và phát triển và nó kìm hãm lẫn nhau ha. Đấy, cả vi khuẩn tốt, vi khuẩn không tốt gì đó ha, rồi vi khuẩn cơ hội gì đó tùm lum la ha, nó kìm hãm lẫn nhau, cho nên nó tạo môi trường hòa bình thì chúng ta không có gì hết. Nhưng khi có sự tác động của kháng sinh, mà kháng sinh thì nó đâu có phủ hết tất cả những vi khuẩn ở đường ruột, ví dụ như nó chỉ đánh một nhóm vi khuẩn thôi, thì như vậy á nó gây ra cái mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và sự phát triển của những cái con vi khuẩn còn sống, thì nó gây ra cái trường hợp tiêu chảy, có thể là do độc tố từ vi khuẩn phát triển tiết ra trong môi trường xung quanh nó làm tăng nhu động gì đó vân vân ha. Thì tôi nói lại một lần nữa là tất cả các kháng sinh được uống đều ít nhiều nó có gây ra cái này, hình dung ha. Còn cái việc mà điều trị nhiễm trùng và gây ra tiêu chảy do loạn hỗn đường ruột thì hai cái này dễ hiểu rồi. Rồi mấy câu hỏi khác thì thôi chắc là tôi sẽ trả lời các bạn qua cái mail đi nha, file Excel nha. Giờ cũng đã 17:40 rồi. Rồi thôi chúng ta lớp mình nghỉ ở đây nha.